Mến chào các bạn lại quay trở lại với CAD Radio, kênh tâm sự dành cho các bạn từ thứ hai đến thứ sáu với phiên bản podcast lúc 20 giờ. Và chủ nhật sẽ là clip về luật hấp dẫn. Cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã dành thời gian đến với kênh nha. Rồi, hy vọng bạn đã có một ngày thật là thuận lợi, vui vẻ và có nhiều điều hay mới mẻ trong cuộc sống, có thể kể bên dưới bình luận hen. Và rồi, ngày hôm nay chủ đề của chúng ta đó là tình yêu và công việc nên tách rời nhau. Thật ra đây là một cái chủ đề mà mang đậm cái gọi là quan điểm cá nhân thôi các bạn. Tại vì tôi biết khi mà đưa ra cái chủ đề này thì một số bạn sẽ đồng tình và một số bạn sẽ không đồng tình. Vậy thì chúng ta nghe qua, nếu mà cảm thấy phù hợp thì mình đón nhận, còn nếu không phù hợp thì mình xem như là một cái radio giải trí nho nhỏ thôi hen. Thật ra trong cuộc sống thì tôi nghĩ bất kỳ cái vấn đề nào nó đều sẽ có hai mặt hết. Có người cảm thấy cái này là đúng, có người cảm thấy cái vấn đề đó lại thành sai. Thì đối với bản thân tôi á, quan niệm cá nhân tôi á, thì công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Tức là tôi sẽ hoàn toàn tách biệt luôn. Ví dụ như có những cái mối quan hệ tìm hiểu, yêu đương á, thì sẽ không liên quan đến công việc. Và chắc chắn là sẽ không có cái chuyện mà tình cảm công sở, nhân viên quen với sếp hoặc là quen với đồng nghiệp vân vân. Tại vì tôi cảm thấy như thế này các bạn, hằng ngày chúng ta dành thời gian cho công việc rất là nhiều đúng không? Ít nhất là 8 tiếng, có người làm tới 10, 12 tiếng một ngày. Thì cái thời gian nếu mà bạn yêu, bạn quen một người cùng với công việc của bạn, có phải là thời gian các bạn gặp rất là nhiều không? Rồi, sau cái thời gian ở công ty thì về nhà các bạn lại gặp nhau nữa, gặp nhau quá nhiều các bạn. Vậy cái thời gian riêng, cái không gian riêng của mình sẽ không có đúng không? Và nhiều quá thì nó sẽ đâm ra là nó nhàm và nó chán. Rồi chưa kể nha, ví dụ như bạn quen một người trong công việc mà lỡ, đặt trường hợp người đó là sếp của bạn đi, khi cãi nhau, bạn có chắc rằng người đó sẽ không có dùng cái chuyện công để trả thù tư hay không? Làm khó, làm dễ bạn trong cái buổi báo cáo hoặc là trong cái lúc giao việc các kiểu. Và lúc mà chia tay rồi á, các bạn có còn ở lại công ty đó làm việc được nữa hay không? Hay là các bạn có đủ tinh thần, sự thoải mái để bạn cống hiến tiếp tục cho công ty, cho cái môi trường đó nữa hay không? Thì đây là những cái câu hỏi mà các bạn, tôi nghĩ là các bạn tự trả lời được á. Rồi ví dụ như là hai người yêu nhau đang hạnh phúc đi. Hồi nãy là cái khúc cơm không lành, canh không ngọt mình bỏ qua bên nha. Bây giờ là hạnh phúc. Các bạn vui vẻ, hạnh phúc, chìm đắm trong tình yêu, chìm đắm trong màu hồng. Các bạn có chắc là mình không sao nhãng với công việc ở công ty không? Cái này không chắc được đúng không? Rồi nếu bạn quen một người là cấp dưới của bạn đi, thì bạn có chắc được rằng bản thân của mình sẽ công tư phân minh hay không? Tôi là tôi không chắc rồi đó. Rồi bạn quen một người ở dưới, cấp dưới của bạn, thì nếu trường hợp bạn có thể cao cả, bạn là một người công tư phân minh luôn á, nhưng mà bạn có chắc người ta nghĩ bạn là công tư phân minh không, hay là người ta đã khó chịu rồi, người ta đã đang giận bạn rồi? Thì trong cái lúc bạn giải quyết công việc thế nào, người ta cũng mặc định nghĩ là à, hôm qua cả lộn, bây giờ làm khó làm dễ tôi chứ gì, kiểu vậy. Tôi nghĩ để mà công việc nó phát triển một cách thuận lợi và mình tránh những cái điều tiếng không hay, cũng như là mình có thể tập trung được hết 100% công lực vào cái thời điểm mình làm việc, thì đừng nên quen người trong cùng lĩnh vực, nhất là cùng cái chi nhánh hoặc là công ty các bạn. Có rất là nhiều người ở ngoài kia, rất là nhiều ngành nghề. Bạn có thể ngân hàng quen với ngân hàng nhưng mà khác chi nhánh, ok cũng được. Hoặc là khác ngân hàng cũng được, nhưng mà đừng có quen chung với là cái văn phòng luôn bạn. Nó khó chịu lắm, thật á. Khi mà cãi nhau một cái hoặc là cưới nhau về xong rồi giận nhau một cái là trời ơi, buổi sáng đi làm gặp nhau, buổi tối về lại gặp nhau, mà trong lúc hai người đang rất là khó chịu thì không có tinh thần nào để mà làm việc hết các bạn ơi. Rồi tới lúc mà chia tay nhau một cái rồi, thế nào một trong hai bên đều nghỉ hoặc là hai bên cùng nghỉ hết, tới lúc đó tội ai? Tội ông sếp. Tội ông sếp của hai bạn á, tự nhiên mất hết hai người nhân viên hoặc là một trong hai người. Nếu được hãy tách biệt. Cái danh sách nào là danh sách cho công việc, cái danh sách nào là danh sách để tìm hiểu yêu đương. Rồi người yêu thì đừng dính với công việc. Mà đã là khách hàng, đã là đối tác, đã là công việc thì đừng có dính tới yêu đương. Để chi? Để mình có thể tập trung, mình tỉnh táo lúc mà mình giải quyết cái sự nghiệp của mình. Mình không có để tình cảm nó lấn vô đó, nó rối ren lắm các bạn. Thì có thể một số bạn nghe đến đây các bạn sẽ không đồng quan điểm. Các bạn sẽ nói là trời, tại vì bà dở, bà không có bản lĩnh nên là bà không có công tư phân minh được. Thì ok, tôi nhận tôi dở mà, đây là quan điểm cá nhân mà. Nhưng mà về cơ bản là trong suốt cái quá trình mà bắt đầu đi làm từ năm 2016 cho đến bây giờ á,
là 6 năm rồi. 6 năm trải qua rất là nhiều công việc, rất là nhiều biến cố. Thì tôi rút ra một điều đó là đừng quen người chung công việc với mình, mà hãy quen hoặc là tìm hiểu người ngoài, người khác. Đó thì mình sẽ bảo toàn được cái sự tập trung trong công việc, cũng như là mình bảo toàn được con tim của mình không có bị rối rắm lẫn lộn giữa việc công với việc tư, và có cái sự chuyên nghiệp ở trong đó. Thì đương nhiên cũng sẽ có một số ngành nghề đặc thù của họ là phải quen người cùng công ty, nên quen người cùng công ty, ví dụ như bảo hiểm nhân thọ. Tôi đã chứng kiến rất nhiều cặp đôi gọi là ăn nên làm ra đó các bạn, từ cái ngành bảo hiểm nhân thọ là nhờ họ là vợ chồng, là yêu đương với nhau. Tại vì bảo hiểm nhân thọ nó sẽ cần cái đội nhóm rất là mạnh, và khi vợ chồng cùng làm trong môi trường đó thì họ sẽ hiểu đặc tính công việc đó, rồi họ đội nhóm họ gộp lại với nhau thì mạnh càng thêm mạnh, hổ mọc thêm cánh kiểu vậy. Nhưng mà rất ít các bạn. Còn đa số là những trường hợp làm chung xong rồi tan vỡ, xong rồi tách ra, rồi người này đối chọi với người kia, cạnh tranh với người kia, vân vân, rất là mệt mỏi. Vậy nên tôi khuyên các bạn là nếu tinh thần mình không đủ mạnh, yếu yếu như tôi nè, yếu, thì thôi đừng có quen những cái người cùng ngành, những cái người mà cùng cái nơi làm việc của mình, mà hãy quen những cái người ở ngoài á, để mình về với nhau còn có cái thủ thỉ là ừ, bữa nay công ty em như thế này, bữa nay anh gặp cái chuyện kia, thì nó sẽ có những cái thú vị và lắng nghe nhau hơn. Đó, như vậy nha. Rồi ok, hôm nay chủ đề đơn giản như vậy thôi. Đó là một cái góc nhìn cá nhân của CAD. Không biết là quan điểm của các bạn như thế nào. Nếu được, mong các bạn hãy bình luận ở phía dưới là xem mình thích quen người cùng công ty hay là thích quen người ở ngoài công ty, có thích công việc với lại chuyện yêu đương nó cùng với nhau song song một lúc hay không, hay là riêng ra ha. Rồi, mỗi người mỗi quan điểm, mỗi người mỗi kinh nghiệm, không có ai đúng ai sai, chỉ có là phù hợp. Ok. Rồi, cảm ơn bạn một lần nữa đã dành thời gian cho kênh đến giờ phút này. Và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để chúng ta gặp nhau sớm nhất nha. Để lại bình luận và like cái radio này nếu bạn cảm thấy nó bổ ích. Cảm ơn bạn một lần nữa và chúc bạn ngủ ngon. Bye bye.